các bạn thân mến theo các bạn từ nào là từ đúng câu chuyện hay câu truyện thứ nhất chuyện chuyện là danh từ chỉ sự việc được kể lại thí dụ chuyện đời xưa thứ hai truyện. Truyện cũng là danh từ chỉ tác phẩm văn học miêu tả tính cách nhân vật và diễn biến sự kiện thông qua lời kể của nhà văn. thí dụ chuyện thằng gù nhà thờ Đức bà. Kết luận chuyện là những gì được kể bằng miệng thuật lại một nội dung nào đó. thí dụ câu chuyện thương tâm. còn chuyện là những gì được viết ra trong một tác phẩm mang tính hệ thống. Thí dụ, truyện cổ tích, truyện ngắn, truyện dài. Như vậy, câu chuyện mới là từ đúng. Để cho dễ nhớ, xin tặng các bạn một câu sau đây. Các em thiếu nhi thích nghe các sơ kể chuyện hơn là đọc truyện các bạn thân mến tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về từ xúc tích hay xúc tích mến chào tạm biệt các bạn